Anh coi xe rồi của con SB à, chuyển 2 triệu được sao, để chứng minh cho anh chuyển 2 triệu được coi. thì đầu tiên là con này em không mở được cái xe rồi đâu, Ừ có con này mới được, thì em để em chuyển được con này qua đây rồi mở lên em xem. ừ mà làm được thôi. Cái con này ai nói đi bớt được ba nghĩ sao vậy, mình cũng đúng muốn biết mở đi bớt sao đi bớt được. Mỗi lần coi demo anh coi chuyển 2 triệu cho em coi, Em mở gửi làm sao em biết là con này đã nhận gì đều được, này có có cái được đèn anh, cái đèn anh em gửi một ký tự qua nó đúng thì nó bật cái đèn lên, không thì nó tắt cái đèn. chuyển 2 triệu cái tự hết, Dạ chuyển 2 triệu là toàn chuyển cái tự hết hay sao, không, cái này này em chuyển cái tự, còn cái chuyện qua lại em chuyển cái chuỗi rồi. chuyển nào qua gửi cho demo coi. Để em làm cái cú này vừa từ SDM qua SB.